nhằm đánh giá chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị, đồng thời tuyển chọn những cán bộ tiêu biểu tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh. Ban chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ cũng tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023. Tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi huyện Đức Đỏ năm nay, 11 thí sinh là chính trị viên phó, trợ lý chính trị, ban chỉ huy quân sự huyện và chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện sẽ soạn và trình chiếu bài giảng bằng giáo án điện tử, thực hành giảng bài và thi kiến thức. Nội dung thi tập trung vào các chuyên đề về chủ trương đường lối của Đảng, quân ủy trung ương về quân sự quốc phòng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng quản lý kỷ luật giáo dục chính trị của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ